Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở nơi này hay ở kia kìa, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ một câu hỏi mà mỗi người chúng ta hay hỏi nhau, đó là: bao giờ thì đến ngày tận thế? Bao giờ thì đến ngày tận thế? Và vì ai cũng muốn biết được rằng là bao giờ cho đến ngày tận thế, bao giờ cho đến bao giờ, mình cứ hát bao giờ cho đến bao giờ. Và vì vậy mà mình dễ bị người ta đánh lừa, dễ bị những tà giáo, những lạc giáo, những người tiên tri giả xuất hiện, xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ tỏ mình ra, rồi nói cho biết là sắp đến ngày tận thế. Rồi nhất là cái thời mà bước sang thế kỷ thứ 21, năm 2000, cái đây 18 năm, người ta cứ đồn là đến ngày năm 2000 là tận thế, đúng không? Rồi mua nước, rồi mua mì, rồi mua nến để dành, có không? Lúc đó tôi sang bên Úc, đang đi du học ở bên Phi. Rồi đến năm 2000 thì tôi bên sang bên Úc để ăn Tết với mấy anh em ở bên đó. Thì đi tưởng là chỉ có ở Việt Nam mình cũng tin, và bên nước ngoài cũng vậy, cũng rủ nhau mua nến, rồi mua đèn dầu, rồi mua nước để dành, mua mì gói để. Tôi nói cái này ăn được mấy ngày, rồi ăn được một tuần, rồi tuần sau rồi sao? Rồi chết vậy. Thì mua làm cái gì không biết nữa. Mua làm cái gì không biết nữa. Tận thế là hết rồi, chứ đâu phải là tận thế chỉ có một tuần hay là ba ngày đâu. Xong rồi tối ba ngày ba đêm thế rủ nhau mua nến. Hóa ra là cái thằng bạn công ty sản xuất mì gói với sản xuất đèn dầu với đến nó bị ế. Rồi nó mới tung ra cái tin như vậy. Nó tích chữ rồi nó tung cái tin đó. Rồi dân cứ vậy mà nghe rồi đi mua. Mua nó nâng giá lên, hàng khan hiếm. Thế nó bán hết xong, mọi người để mì thì mốc, nước thì cạn, nến thì cong. Rồi tận thế chưa? Giờ đã bao nhiêu năm rồi? 18 năm qua rồi. Mà bây giờ vẫn cứ có người vẫn cứ tin như vậy. Lại thêm một nhóm khác, Sứ Điệp Từ Trời, rồi Hội Thánh Mẹ Chúa Trời vân vân, nói là cứ đến sắp đến tận thế rồi. Bây giờ chỉ có một số người được chọn thôi. Cho nên là bán nhà bán cửa, bỏ học bỏ hành, rủ nhau lên rừng mua đất trên đó. Hóa ra là cái thằng nó bán đất ở đó, nó bán mãi không được. Nó mới tung cái tin là ai mà lên trên cái vùng cao nguyên này thì tận thế, không động đến đó. Thế là rủ nhau nó mua đất, nó bán đất xong tận thế chưa? Rồi kéo nhau lên rừng ăn hết gạo, hết mì, hết nước rồi đi đâu? Đi xuống như hầu như ở đó mà chết, đói à? Rồi xuống nhà cửa bán hết rồi còn gì không? Không. Thì chúng ta thấy rằng tại sao những người mà không có đạo họ đã không biết gì thì chớ. Mình là người có đạo rồi
mà vẫn cứ để người ta tung những cái tin nhảm, tin đồn thất thiệt, rồi mê tín dị đoan đủ thứ hết. Cho nên chúng ta vững tin rằng là ngày nào, giờ nào, nơi nào không ai biết được, nhưng mà chắc chắn sẽ có ngày đó. Và đáng lẽ thì cái ngày đó đã có thể xảy ra, nhưng Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina rằng vì các nhà dòng đã cầu nguyện, vì người ta đã khẩn nài lòng thương xót Chúa, cho nên là Chúa khoan giãn cái ngày đó, cái ngày mà gọi là tận thế, cái ngày mà gọi là cánh chung, cái ngày đó là cái ngày mà giờ của lòng thương xót đã hết, bước sang giờ của sự công thẳng. Lúc đó tội phúc rõ ràng, lúc đó trắng đen rành mạch, lúc đó chiên thì đứng vào bên tay phải, dê thì vào bên trái, lúc đó lúa tốt để một bên, cỏ lùng để một bên. Chắc chắn cái ngày đó sẽ xảy ra, mà nó xảy ra khi nào, thắc mắc làm cái gì, nó xảy ra ở đâu, thắc mắc làm cái gì. Cái điều quan trọng mà Chúa nói cho chúng ta biết đó là lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng, mà sẵn sàng bằng cách là anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Rồi bây giờ coi còn tỉnh nữa hay không, cầm cây quạt lên, quạt sang người bên phải, lỡ họ đang ngủ, quạt sang người bên phải, anh em hãy tỉnh thức, quạt sang cho người bên phải, anh em hãy tỉnh thức, coi họ tỉnh chưa, tỉnh chưa, tỉnh rồi thì phải cầu nguyện, quạt sang cho người bên trái, phải cầu nguyện, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Có người chả chịu quạt cho ai, cứ mình ăn thua cái gì. Làm lại, anh em hãy và vì anh em không biết được ngày nào, giờ nào, như thế nào và ở đâu. Và chính vì vậy mà con người ta mới phải sám hối. Vì khi Đức Giêsu xuất hiện, lời mời gọi đầu tiên là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Và ngày hôm nay khi mà những người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu rằng bao giờ triều đại Thiên Chúa đến, vẫn cái câu hỏi cách đây hơn 2000 năm, và bây giờ người ta vẫn cứ hỏi lại là bao giờ triều đại Thiên Chúa đến, thì Chúa trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở nơi này hay ở kia kìa, vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vậy thì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta là sao? Triều đại Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta, Emmanuel, khi mà nhập thể làm người thì Thiên Thần bảo là đặt tên cho trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy thì triều đại Thiên Chúa, Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không ở kia, không ở đó, không bên ni bên nớ, không bên tê bên ni bên nớ gì cả, nhưng đang ở giữa chúng ta. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa cao lên, triều đại Thiên Chúa đang ở to nữa lên, triều đại Thiên Chúa đang ở ở đâu có Chúa Giêsu là ở đó có triều đại Thiên Chúa. Và triều đại Thiên Chúa chính là Đức Giêsu. Và Chúa Giêsu bảo triều đại Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta. Quay sang người bên phải ngó, còn có thấy Chúa Giêsu không, thấy không? Ngó sang bên trái, có thấy Chúa Giêsu không? À,
anh chị em thấy rằng là Chúa đang ở giữa chúng ta, và triều đại Thiên Chúa là triều đại mà nơi đó, ở đó con người ta biết yêu thương nhau, ở đó con người ta biết xót thương nhau. Đâu có tình yêu thương, đâu có tình yêu thương là có Thiên Chúa ở đó. Vậy thì triều đại Thiên Chúa ở chỗ nào mà người ta biết yêu thương nhau? Chỗ nào người ta biết xót thương nhau? Chỗ nào người ta biết quan tâm đến nhau? Chỗ nào người ta biết giúp đỡ nhau? Thì ở đó là triều đại Thiên Chúa. Anh chị em mỗi ngày đến với giáo điểm tin mừng tại nhà bè đây, anh chị em thấy rằng là anh chị em đang sống ở trong triều đại Thiên Chúa. Anh chị em thấy rằng Chúa đang ở giữa chúng ta. Và anh chị em thấy rằng là mình đến đây không còn là những người xa lạ, mà là anh em, chị em với nhau. Dù là người ở Bắc, dù là kẻ ở Trung, dù là kẻ ở Nam, dù là người Việt Nam hay là người Việt Kiều, dù là người có đạo hay là người không đạo, hay là người anh em tôn giáo bạn, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Tất cả chúng ta đến đây cùng một lòng, một ý với nhau. Chỉ có một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Chỉ có một tấm lòng đến đây, đó là lòng thương xót. Còn tất cả những tấm lòng gian tà, lòng tham lam, lòng ích kỷ, lòng ghen tị, tất cả những tấm lòng đó không có được ở trong triều đại Thiên Chúa. Vì trong triều đại Thiên Chúa, anh chị em đến nơi đây chính là anh chị em đang cảm nhận rằng Chúa đang ở giữa chúng ta. Mà làm sao biết rằng Chúa đang ở giữa chúng ta? Chúa bảo triều đại Thiên Chúa không thấy hiển nhiên có thể quan sát được. Chúng ta không nhìn thấy Chúa hiện diện, nhưng có thể thấy sự hiện diện của Chúa qua người khác. Và người ta cũng có thể thấy Chúa hiện diện nơi mình khi mình biết yêu thương nhau, khi mình biết quan tâm đến nhau, khi mình biết nghĩ đến nhau, khi mình luôn luôn có bộ mặt là vui tươi, vui cười, hớn hở, hân hoan. Đấy, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Hallelujah! 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 Họ thấy anh chị em như vậy, họ bảo đúng thật, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa họ rồi. Làm sao mà họ là những người Bắc Trung Nam mà họ có thể nhìn nhau mà không có gì là phân biệt? Làm sao họ có thể là những người giàu nghèo sang hèn mà không có cái sự cách biệt? Làm sao họ có thể là những người có đạo hoặc là không có đạo mà vẫn không có sự kỳ thị? Làm sao họ có thể bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu ra để mà giúp đỡ cho những người khác? Trong tháng 11, tháng các linh hồn, chúng ta đã thực hiện hai chuyến công tác. Một là sang bên Campuchia, rồi tuần thứ ba vừa rồi là ra Quảng Ngãi. Mà đi đến, chúng tôi đi đến vùng đó có một linh mục mà một mình ngài coi 16 cái giáo họ lẻ, và cái họ giáo họ mà xa nhất là 100 cây số. Anh chị em tưởng tượng một linh mục mà xin phép xây dựng nhà thờ cỡ 10 năm, có khi 5 năm mới dựng được một cái nhà thờ, và những người giáo dân nghèo sơ sát và rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của anh chị em chúng ta. Cho nên khi mà nhóm thiện nguyện Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo Điểm Tin Mừng ở Nhà Bè đến Quảng Ngãi đi thăm các giáo xứ nghèo như vậy, thì chúng tôi mới thấy được rằng là ở đây mình cũng nghèo, nhưng mà ở những nơi khác còn nghèo hơn nữa. Ở đây mình cũng khó khăn, cũng thiếu thốn, nhưng mà những nơi khác còn thiếu thốn, khó khăn hơn nữa. Cho nên
chúng ta tiết kiệm hết sức để mà lo cho những người nghèo khác. Cho nên chúng ta bớt những chi phí không cần thiết để mà hỗ trợ cho những anh chị em của mình. Và làm như vậy thì người ta thấy rằng rõ ràng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Và làm như vậy người ta thấy rằng đúng là nước Chúa đang hiển trị. Vì anh chị em thấy cách đây gần 3 năm, làm sao người ta thấy được nước Thiên Chúa ở đây, có đúng không? Ở đây cách đây 3 năm chỉ có nước gì thôi? Nước phèn. Đồng chua nước mạnh, chỉ có nước phèn thôi, chứ làm gì mà có nước Thiên Chúa ở đây. Người ta đã có biết được Chúa, Thiên Đạo Công Giáo là gì đâu. Người ta đã biết được là câu kinh rồi giảng là cái gì đâu. Ấy thế mà gần 3 năm, sự hiện diện của những anh chị em đến đây đã làm cho nơi này đúng là triều đại của Thiên Chúa. Người ta không còn cái nhìn nghi ngờ, nghi kỵ, nghi nan, ngờ vực nữa. Không biết là Đạo Công Giáo nó là cái gì, nó ghê gớm lắm, nó bí hiểm lắm, nó thâm cung bí sử lắm, mà người ta diễn tả giống như Tây Dương Gia Tô bí luôn. Bây giờ thì ta mới mở mắt, mở tai ra, hàng ngày nghe giảng, hàng ngày thấy được những chứng nhân, hàng ngày thấy được cách sống của anh chị em đến đây, hàng ngày thấy được cung cách của anh chị em biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, đặc biệt là những người nghèo. Họ bảo, à thì ra Đạo Công Giáo là đạo mà đâu có tình yêu thương. Đấy, Đạo Công Giáo là đạo như vậy. Và người ta cứ giàu này, là chúng con thương yêu nhau. Thương yêu nhau nó khó lắm, cho nên là hát cũng khó lắm, chứ không phải là dễ đâu. Hết hơi rồi mới kéo tới được cái chữ thương yêu nhau. Thì người ta thấy là Đạo Công Giáo là như vậy, và triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta là như vậy. Chứ không phải triều đại Thiên Chúa là có một ông chúa ngồi trên ngai, rồi có triều thần, rồi mọi người cung phụng, rồi lễ bái, rồi thì chiêng trống, rồi thì lính tráng, rồi thì cờ xí rợp trời, rồi thì tiệc tùng linh đình, rồi thì âm. Không, triều đại Thiên Chúa đến như Đức Giêsu nói, nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa âm thầm như là hạt cải gieo vào trong lòng đất, rồi đêm hay ngày, mưa hay nắng không biết được, hạt cải lớn lên và chim trời đến nương nhờ. Nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa nhỏ bé mà sức mạnh hùng vĩ lắm, thưa anh chị em. Sức mạnh đó ngay cả quyền lực của ma quỷ, của cả thế gian này cũng không thể dập tắt được lửa lòng thương xót triều đại của Thiên Chúa đâu. Anh chị em chúng ta tin vững chắc như vậy. Mặc dù có khó khăn, như Chúa nói, trước tiên là con người bị, nhưng trước đó con người, tức là Chúa Giêsu, phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Trước khi mà ngày tận thế, ngày cánh chung đến, thì chúng ta biết chắc rằng giáo hội sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Mỗi một người chúng ta sẽ bị thanh lọc bởi Chúa cho Satan, quỷ dữ lộng hành để quấy phá, để cám dỗ, để thử thách coi ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Mà bền đỗ đến cùng chỉ bằng hai chữ là lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa. Khi mình tín thác vào Chúa rồi thì có khó khăn, có thử thách xảy đến là chuyện đương nhiên, vì Chúa đã nói rồi. Anh chị em đừng nản chí, đừng ngã lòng. Nói gì thì nói, có nhiều lúc chính bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, thưa anh chị em. Cũng cảm thấy rã rời lắm, thưa anh chị em. Cũng có nhiều lúc tôi nói với Chúa rằng lạy Chúa cho con nghỉ đi, Chúa cho con nghỉ đi, chứ còn cứ như vậy mãi sao chịu nổi. Chúa bảo
lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, con còn muốn nghỉ thì lấy thợ nào mà gặt nữa. Cánh đồng lòng thương xót bao la, nhưng những thợ gặt lòng thương xót có được mấy người thưa anh chị em? Vì khi mà đi gặt cánh đồng lòng thương xót Chúa, khi mà triều đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta, đó là lòng Chúa thương xót được lan tỏa, thì những người đó phải chấp nhận những khó khăn thử thách. Như là Chúa Giêsu nói, con người bị đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại trừ. Những người họ chống báng lại lòng Chúa thương xót, những người không tin vào lòng Chúa thương xót, những người nghi ngờ, ganh tị, đả phá, đả kích đủ hết. Nhưng như vậy thì mới biết rằng ai là người còn tín thác vào Chúa. Chứ còn mọi cái nó dễ dãi, mọi cái nó thoải mái quá, chúng ta cứ amen, tắt đèn, đi ngủ, chả có gì gọi là tín thác cả. Nhưng mà Chúa cho chúng ta từng ngày, từng giờ. Đến đây anh chị em thấy triều đại Thiên Chúa cứ lan tỏa dần 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 dần. Từ một nhóm 5 người, rồi 50 người, rồi 500 người, rồi 5.000 người, rồi đến 50.000 người. Cứ như thế lan tỏa, lan tỏa. Và chúng ta làm cho triều đại Thiên Chúa ngự trị giữa chúng ta bằng cách là mỗi người phải trở thành những người đi loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà cách loan truyền, loan báo hữu hiệu nhất là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nào, mời mấy đứa bé ở đây này con. 1, 2, 3. Thế đi, con. Đây. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người để con làm chứng cho mọi người biết triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con là Maria Nguyễn Thị Hơi, con 28 tuổi, con ở giáo xứ Phú Vinh, giáo phận Vinh, Nghệ An ạ. Con được rất nhiều ơn lành của Chúa. Năm 2016 con mang thai đứa thứ hai á, là con đi khám, bác sĩ bảo con mang quái thai và kêu con bỏ đứa bé. Thì con đã tín thác vào Chúa và con nhắn tin cho cha, con thấy an tâm nên lúc 6 tháng thì Chúa đã cất con một cách nhẹ nhàng và bình an ạ. Con tạ ơn Chúa. Còn ơn thứ hai. Ơn thứ hai là đứa bé này con mang bầu được 7 tháng thì con bị vỡ ối. Và lúc đó bác sĩ bảo con là giờ chị mổ và phần trăm giữ đứa bé là rất khó ạ. Lúc đó thì con đã nhắn tin cho cha và được cha và cộng đoàn lòng thương xót nhắn tin lại cầu nguyện cho con. Và con sinh đứa bé này sinh thường ạ. Đứa bé được 1,5 cân và sinh 7 tháng. 1,5 cân sinh 7 tháng, 1,5 cân và bây giờ nó được. Bây giờ được gần 9 cân và 11 tháng ạ. Đây, đứa bé của lòng Chúa thương xót thưa anh chị em. Bảy tháng 1,5 cân đây thưa anh chị em. Gì nữa? Gia đình lo hậu sự nhưng mà bây giờ nó khỏe mạnh và chỉ uống từ trước tới giờ uống có 3 viên thuốc thôi cha. Hallelujah. Rồi đây cho tặng cho con cái cuốn sách tâm nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề tháng 11 tình trời tình đất nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Nhà con ở mãi Hà Tĩnh, sao con biết giáo điểm tin mừng? Dạ con biết lòng Chúa thương xót 2 năm rồi ạ. Năm ngoái con vào đây một lần nhưng vì đông người quá con không chen được. Không chen được. Bây giờ thì Chúa đã gọi con lên làm chứng cho Chúa. Rồi bé đứng lên trên này con. Con đứng lên trên này. Đứng lên. Con tên gì? Con tên Mỹ Anh. Mỹ Anh mấy tuổi? Con 4 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp Khương Sen. Rồi, mỗi mốt lớn lên có đi tu không? Có. Rồi, cho mời trong hoa tân hồ sơ Mỹ Anh. Còn thị sơ này, mấy tuổi? Dạ, con là Quỳnh Anh, con 3 tuổi ạ. Quỳnh Anh 3 tuổi, Mỹ Anh 4 tuổi, còn con mấy tuổi? Dạ, thưa cha là con 34 tuổi ạ. Tên gì? Con là Maria Lê Thị Thu Trang, con ở giáo họ Trung Thôn, giáo xứ Giang Xá, địa phận Hà Nội. Con được mấy cháu?
Dạ, con được hai cháu và một cháu đang ở trong bụng nữa ạ. Là hai cháu rưỡi. Con lập gia đình được mấy năm? Con lập gia đình đến nay là đã được 13 năm ạ. Rồi, để con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Vâng, con thưa cha và cộng đoàn, đối với gia đình con thì mỗi ngày trôi qua đều là hồng ân của Thiên Chúa. Và ơn đầu tiên là chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Vâng, con đã được con làm con cái của Chúa 10 năm nay ạ. Đó là ơn đầu tiên, vì con là người ngoại đạo và con lấy chồng con là người Công giáo và con đã được làm ơn con cái của Chúa, con tạ. Và ơn thứ hai là hai vợ chồng con lập gia đình sau 8 năm thì vẫn chưa có em bé. Và vợ chồng con cứ bảo nhau là thôi mình cứ cầu nguyện Chúa và trước sau Chúa sẽ thương vợ chồng mình, sẽ ban cho vợ chồng mình những đứa con thật là ngoan. Và đúng như vậy, Chúa đã nhận lời vợ chồng con và sau 8 năm đến năm thứ 9 thì con sinh em bé đầu. Đến năm thứ 10 thì con sinh em bé thứ hai. Và năm nay là năm thứ 13 thì con đang mang bầu em bé thứ ba. Hallelujah. Sau mấy năm đợi chờ? Sau 8 năm thưa cha. Vâng, thưa anh chị em nghĩ tưởng tượng cho 8 năm đợi chờ mà Chúa ban cho một lúc cứ năm một. Vâng, còn ơn thứ ba là sau khi con sinh em bé thứ hai được 39 ngày thì con gái của con bị xuất huyết não do thiếu hụt vitamin K và sau đó thì lại bị biến chứng sang giãn não thất và bác sĩ đã phải mổ và đặt ống van trong đầu của con gái con. Sau khi về viện thì bé được hơn 4 tháng nhưng mà con vẫn chưa thấy bé cứng cổ, thế lúc đó con mới giật mình và con vội vàng nhắn tin cho cha. Và sau 5 ngày con nhận được tin của cha và 5 ngày là con bé em con gái của con đã cứng cổ và 5 ngày tiếp theo thì con gái của con đã biết lẫy ạ và bé phát triển rất là thông minh. Bởi vì cái bệnh đấy thì có rất nhiều trẻ sẽ phải nằm liệt một chỗ. Thì nhưng mà Chúa đã rất là thương gia đình con và các con của con tạ ơn Chúa. Và ơn cuối cùng thì con xin được làm chứng cho cháu trai của con là người ngoại đạo. Hôm đó cháu của con 22 tuổi đi xe máy bị tai nạn, bị chảy máu não và bị lúc mê lúc tỉnh. Thì nhưng mà con đã vội vàng nhắn tin cho cha và chỉ sau một phút là cha nhắn tin lại cho con và con đã biết. Lúc đó Chúa đã nhận lời của con cầu xin và đúng như vậy. Chỉ sau 3 tiếng... Đứng chơi với chị nào, đứng lên. Đứng với chị rồi. Chỉ sau 3 tiếng thì cháu trai của con đã tỉnh lại và ngày hôm sau chụp thì máu đã không còn ở trong não và cháu con bình phục rất là nhanh. Con tạ ơn Chúa vì hồng ơn Chúa ban cho gia đình con quá nhiều ạ. Sao con biết được giáo điểm tin mừng mà từ ngoài Hà Nội con bế hai đứa rưỡi đến đây để mà làm chứng cho Chúa? Thưa cha là thực ra cách đây khoảng 7 năm thì cha ở giáo xứ con có cho gia đình con quyển tâm thư nhân lòng nhân hậu của cha. Thì lúc đó con chỉ đọc một lần thôi và con đã cất rất là kỹ. Nhưng mà sau khi em bé nhà con đi viện thì có một cái bác cho con số điện thoại của cha. Và từ đó là con biết đến lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Và từ đó gia đình con tín thác và sống rất hạnh phúc bởi vì có lòng thương xót ở bên cạnh chúng con ạ. Trước khi mà con lập gia đình và con theo đạo Công giáo thì con là đạo gì? Thưa cha, con là đạo Phật ạ. Con không hề biết đến đạo Công giáo. Và con rất là hạnh phúc khi giờ này con được con là con cái của Chúa. Thưa anh chị em, có những người Công giáo đạo gốc mà mình có bao giờ mình cảm nhận được là rất hạnh phúc vì mình được làm con của Chúa. Có những gia đình Công giáo gốc mà mình cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình mình có được lòng Chúa thương xót cho nên là rất bình an không? Mà có những người Công giáo mà đợi chờ có khi mới có một vài năm là đã thất vọng, người ta đợi chờ tới 7 năm vẫn kiên trì cầu nguyện và Chúa ban cho cái ơn kiên trì cầu nguyện đó
hơn cả những gì họ mong ước. Họ xin một Chúa cho mấy câu hay rưỡi. Đây tặng cho sơ móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho sơ cái chàng chuỗi. Đây tặng cho sơ. Cảm ơn cha. Đây, cảm ơn cha. Nói. Con cảm ơn cha. Wow. Trời ơi, nó có 3 tuổi mà nói nghe đã thật, đúng là sơ. Rồi đây là cái cuốn mà cô ấy nói là cách đây 8 năm. Vâng, cách đây 8 năm cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Vì cuốn này tôi đã phát hành là cách đây 10 năm, lúc bắt đầu đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và hôm qua mấy anh em chúng tôi ngồi tính chắc phải không biết là mấy triệu cuốn. Hồi xưa là chúng tôi đi đâu là chỉ có phát không tặng không. Rồi về đây cũng thời gian đầu, năm đầu cũng phát không tặng không. Và bây giờ người ta đến đông quá rồi thì không thể tặng không, phát không được. Nhưng mà ai cần thì chúng tôi cũng vẫn có thể cho không, biếu không. Và hay ở cái chỗ là cha xứ của chị ấy là người có được cuốn sách này. Và chính cha xứ lại là người giới thiệu cho chị ấy cái cuốn sách này. Khó lắm thưa anh chị em, một linh mục mà giới thiệu cho một người khác về một linh mục khác không có dễ tí nào đâu. Vậy mà cha xứ của chị đã làm công việc đó. Cho tôi gửi lời cảm ơn cha xứ của chị. Và tôi gửi tặng lại cho cha xứ của chị cái cuốn sách nha. Nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất. Và 8 năm rồi bây giờ cuốn này nó phát hành in lại cho nó mới sạch sẽ hơn nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mấy mẹ con của chúng con nha. Cảm ơn cha. Con cảm ơn cha. Rồi con. Con cảm ơn cha. Ui giời, nghe nó sướng, mát lòng, mát ruột quá. Chúa tội rồi đi bé. Con cảm tạ Chúa và lòng thương xót đã giúp đỡ con trong ngày trước ạ. Con là Maria Đinh Thị Huyền, con ở giáo sư Thiên Phước, địa phận Buôn Mê Thuột ạ. Ừ. Năm ngày trước của con được ơn gì? Thưa cha, là năm ngày trước cháu bị sốt cao mà cháu co giật một ngày tới gần 10 lần. Con mỗi một lần co giật như thế con bảo lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, xin Chúa hãy chữa lành con gái con ạ. Rồi sao? Mỗi một lần co giật như thế, con gái của con là cháu giật một lúc xong rồi cháu đỡ dần. Xong rồi con cứ đi đường từ nhà con xuống đây là gần 6 tiếng đồng hồ. Con bảo lạy Chúa. Con đi từ đâu đến đâu 6 tiếng? Con từ Đắk Nông ạ. Con đến đây xong con đi đường, con bảo lạy Chúa Giêsu cho con đừng kẹt đường để cho con tới bệnh viện gặp thầy gặp thuốc ạ. Rồi sao? Xong con đến đường bệnh viện là con lại co giật tiếp. Xong rồi được nhờ ơn Chúa con vẫn đọc kinh hàng ngày. Con bảo con mỗi lần con co giật con vẫn lạy Chúa Giêsu, con tin thác với Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa hãy chuyển cầu cho Chúa cứu con của con bé. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là con của con bữa nay cháu đã bình thường ạ, mà con cũng không bị não bị nổng gì ạ. Rồi làm sao mà con biết đến giáo điểm tin mừng của con đây để con làm chứng Chúa là ban ơn như thế nào? Thế cha, nào hôm đấy vô tình con cũng không biết đâu, chú của con cho con một cái ảnh lòng thương xót to lắm, cách đây độ 5-7 năm cơ, mà vợ chồng con không biết, con vẫn bỏ bàn thờ bình thường. Xong rồi hôm đấy con ngồi con xem điện thoại, con lại thấy lòng thương xót, thế con mở con nghe hoài. Con bảo nhà con mày này, lần sau có cái bài giảng này hay lắm vậy thầy, mà ở đâu ấy? Nhà con bảo vậy vào xem là cha ở chỗ nào. Thế hôm đấy là con vào mà con không biết đường đi ở đâu. Con đi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, con khám cho cháu bị, họ bảo là cháu bị nhỡ một nhịp tim. Con hôm đấy là khám cho cháu thì không bị làm sao hết. Con tạ ơn Chúa. Hai vợ chồng con đi đến bến xe buýt thì đang ngơ ngơ hỏi người ta bảo không biết. Thế là vô tình tự nhiên có một bà đi bảo với chứ, vậy đi đến chỗ cha nóng á, bảo vâng bà, cháu không biết đường. Thế bà bảo vậy đi, cứ đi theo bà, là bà chiến chỉ cho con. Hôm đấy con đến nơi con tạ ơn Chúa, con hôm đấy nhịp tim cũng không bị làm sao. Thế con bây giờ con có biết bà là ai không? Con không ạ. Bà có đạo không? Có ạ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa sai người này người kia như là thiên thần để dẫn đường cho nhiều người đến với giáo điểm tin mừng. Hãy tưởng tượng coi, một người nhà quê mà mãi từ Đắk Lắk chưa bao giờ vô Sài Gòn, mà lặn lội đứa con mình đang đau như thế, mà lại dám từ bến xe mà đưa đứa con đến giáo điểm tin mừng thay vì đến thẳng cái bệnh viện, có dám không thưa anh chị em? Và đến bệnh viện rồi Chúa chữa lành, có dám không thưa anh chị em? Đấy, nước Thiên Chúa đang ở giữa các con.
Nước Thiên Chúa đang ở giữa các con. Khi có những người dám giới thiệu về nước Thiên Chúa cho người khác, này con đi đâu đấy, con đến giáo điểm tin mừng phải không, đi theo bà dắt con đi. Mỗi người anh chị em phải trở thành những người đi nói cho người khác biết rằng nước Thiên Chúa đang ở đây, đang ở giữa chúng ta. Này bà biết chưa, ông biết chưa, cô biết chưa, đi đến đây tôi chỉ cho mà coi, tôi đến đây tôi cho mà thấy. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người đó, như là cái bà cụ dắt một cái người từ Đắk Lắk vào ngứ ngác đến giáo điểm tin mừng để mà gặp được lòng Chúa thương xót và Chúa cứu chữa cho con của chị ấy. Con có cái máy nghe giảng chưa? Thưa cha, con có rồi, nhưng mà con xin về cho mẹ con ở ngoài Bắc á. Bây giờ cha cũng không có, cha lấy gì cho mẹ con? Bây giờ cho nó hết rồi. Có cuốn này luôn rồi. Bây giờ con thích gì ngoài cái máy? Thưa cha, con xin một cái móc khóa và một cái chuỗi ạ. Một móc khóa và một chuỗi. Đây, cha tặng cho con một móc khóa và một chuỗi nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời chị. Con kính chào cha và kính chào Lâm. Chị tên gì, ở đâu, kính chào gì hết. Con tên Lê Sa Nguyễn Thị Phúc, năm nay con 63 tuổi. Ở đâu? Con ở giáo xứ Gò Vấp. Con chị được ơn gì của Chúa? Con năm 24 tuổi con lấy chồng. Chồng con, năm bao nhiêu? Năm 24 tuổi con lấy chồng. Chồng con đạo Phật. Khi con lấy chồng xong con bỏ Chúa 36 năm rồi. Con không xưng tội, không rước lễ, không đi lễ. Rồi có một cái chị ở xóm á, chị mới cho con mượn cái máy coi như là lòng thương xót của cha Long. Con nghe được một tháng trời là con được ơn của Chúa. Thì con được ơn trở về với Chúa đó, con mới vô trong nhà thờ con trình cha xứ là con xưng tội. Con rước lễ, con đi lễ lại rồi, con được ơn trở lại của Chúa, con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ai có cái máy tôi mượn tôi cho mọi người coi cái mà nhờ đó mà chị ấy đã được ơn trở lại. Chúng ta thấy lúc nãy là một cái bà mà hướng dẫn cho cái người từ Đắk Lắk đến. Còn bây giờ thì thưa anh chị em là một người đó là ai mà cho con mượn cái máy? Cái chị đó ở xóm ạ, chị hàng xóm. Tức là con lấy Chúa, con lấy chồng là con bỏ Chúa đấy. Bây giờ con trở lại Chúa rồi. Vâng thưa anh chị em, đây là cái phương tiện mà Chúa sử dụng. Hãy tưởng tượng coi một người 36 năm, mà chị năm nay là 60, 63, lấy chồng năm 24 tuổi và bỏ Chúa luôn. Bao nhiêu năm? 36 năm mà 63 tuổi. Bỏ Chúa 36 năm, lật qua lật lại số 3, số 6. Thì thưa anh chị em, chúng ta cảm nhận được rằng là lấy đâu mà có thể quay trở về, vì đã bỏ Chúa quá lâu rồi. Từ năm 24 tuổi mà bây giờ là 63 tuổi rồi thưa anh chị em. Còn nhớ gì nữa đâu, em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ hay quên? Quên hết rồi. Còn nhớ được cái gì đâu. Cho nên Chúa lại phải dùng một người khác, lại một bà nữa, để cho chị ấy mượn cái máy 300 bài giảng. Và chị nghe một tháng trời. Sau một tháng thì Chúa đã đánh động, Thánh Thần đã tác động, và chị quyết tâm đến gặp cha xứ và xưng tội để quay trở lại làm con của Chúa. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở lại. Hallelujah. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đúng là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Triều đại Thiên Chúa khi người này nói cho cái người này biết rằng bà có Chúa mà bà lại quên Chúa, bà có Chúa mà bà bỏ Chúa, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa bà, đang ở trong bà mà bà không nhận ra. Đây tôi chỉ cho bà, triều đại Thiên Chúa đây, cầm lấy cái máy về mà nghe 30 ngày tròn để mà nhận ra triều đại Thiên Chúa đang ở trong lòng của bà. Chúa Giêsu đang ở trong trái tim của bà, đợi chờ bà suốt 36 năm trời. Cho thấy có sự kiên nhẫn nào khủng khiếp như vậy không? Có ai yêu người khác mà nó bỏ mình 36 năm mà nó còn quay về không?
có ai không? Không. Mà nó quay về mình có tha cho nó không? Đi đi. Đây cho tặng cho con đứng và con đã bỏ Chúa nha, đứng và con đã bỏ Chúa rồi, còn ơn câm, đứng và con đã bỏ Ngài, bây giờ ôm chặt lấy, đừng có bỏ Ngài nữa. Ơn thứ hai, ơn thứ hai của con là nhà con nó xuống cấp rồi, con kêu thợ về sửa. Thằng con trai lớn là con nó bảo bây giờ phải sửa theo ý của nó, con không chịu, con sửa theo ý con. Thế là nó bỏ nhà, nó đi 4 tháng trời luôn. Con mới điện thoại cho nó bảo bây giờ là nhà của má, má sửa thì má ở, còn con bây giờ con không ở phải nhà nó, con bỏ con đi. Con điện thoại cho nó nói như vậy đó. Bây giờ con biết làm sao, con chỉ biết tín thác vào Chúa thôi. Con đọc kinh là thương xót Chúa đúng 1 tháng trời, thì bây giờ là Chúa là coi như thương con, Chúa đã đưa của con về nhà với con rồi cha. Ơn thứ ba. Ơn thứ ba, thằng thứ hai á, nó làm cho công ty, nó lái xe, nó chở hàng đi cha, xe ben nó mà lửa nó cháy hết cái xe luôn. Cháy là coi như không còn gì hết. Mà trên xe của nó chở 2 can xăng, mỗi can xăng 25 lít là 50 lít xăng đấy cha. Mà nhờ Chúa coi như là cứu con của con. Tức là nó chạy xong rồi lửa nó cháy, nó ngồi đằng trước nó không biết. Rồi đường người ta la lên á, thì xe nó cháy hết rồi. Nó mới nghe thấy, nó mới tắt xe nó xuống. Thì coi như là xe của nó là Chúa cứu nó là chết ngay, cháy ngay trước công trường cha. Thế là công nhân thì nó ra nhiều lắm, mỗi đứa một cái thùng nước nó tưới vô xe của con là nó tắt. Thì cũng nhờ Chúa cứu con của con, chứ không thôi bây giờ nó chết cháy thành con heo thui trong xe đấy cha. 50 lít xăng đấy. 50 lít xăng. Anh em trả lời cho tôi. Một, nhà cũ mà có con, hay nhà mới không con? Chọn nhà cũ, nhà mới. Chọn nhà cũ, nhà mới. Cho nên đôi lúc chúng ta thấy rằng là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Khi mà người ta biết nhường nhịn nhau, khi mà người ta biết bỏ ý riêng của mình. Còn nếu mà mẹ theo ý mẹ, con theo ý con, mẹ sửa thì mẹ ở, con không sửa con không ở. Cái đó là càng lắm thưa anh chị em. Mà nhà, cho nên là chúng ta giữa vật chất và con người, phải lựa chọn con người hay vật chất? Con người. Cho nên nếu cần phải sẵn sàng hy sinh, bỏ cái ý riêng của mình đi. Này con yêu của mẹ, nhà của mẹ cũng là nhà của con. Cho nên ý mẹ là như vậy, nhưng mà nếu con thấy ý của con hay hơn, mẹ sẵn sàng nhượng lại, bỏ cái ý của mẹ để mẹ được con. Vì mẹ không muốn có cái nhà này theo ý mẹ mà mất con. Vì mẹ đã sinh ra con, cái nhà này có thể mất đi, cái nhà này có thể bán đi rồi mua được cái nhà khác. Con mất rồi, làm sao có đứa con khác đây mang nặng đẻ đau nó, mà chả lẽ chỉ vì cách sửa căn nhà mà mất nó hay sao? Cho nên thưa anh chị em, đây là một bài học chúng muốn nói với anh chị em chúng ta. Giữa công việc và con người, lựa chọn con người hay công việc? Giữa vật chất và con người, lựa chọn vật chất hay con người? Vì con người là vốn quý nhất trần gian này mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Cho nên phải trân trọng cái vốn quý ấy. Đừng vì chuyện sửa nhà hay là vì bất cứ một cái lý do gì khác mà mất hết tình nghĩa vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em. Xin anh chị em hãy để cho triều đại Thiên Chúa ngự đến. Triều đại Thiên Chúa ở đâu? Khi con người ta có tình yêu thương, có lòng thương xót. Mà có tình yêu thương, có lòng thương xót là sẵn sàng bỏ ý riêng của mình để chúng ta cùng với nhau tìm một cái ý chung, mà ý chung đó là làm cho người ta có thể sống hòa hợp được với nhau. Và khi sống hòa hợp được với nhau thì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Rồi xin tặng cho chị thêm một cái cuốn tập san, Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Tình Trời Tình Đất. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là tràng chuỗi đeo vào cho chị nha. Rồi xin Chúa giữ chặt chị lại trong lòng thương xót của Chúa. Rồi, hallelujah. Tôi mượn cái máy này nha, tôi tí tôi trả lại.
Con là Anna Lại Thị Sinh, con đến từ giáo họ Phúc Lâm, Đắk Nông. Con năm nay 59 tuổi. Thưa cha, con rất được nhiều hồng ân của Chúa. Mà con lên hôm nay con rất sung sướng, con lên làm nhân chứng cho Chúa, là con làm nhân chứng cho chị gái con là Anna Lại Thị Thu. Chị con năm nay 62 tuổi mà chị con lấy chồng ngoại đạo, thì chị con bỏ Chúa 40 năm. Bà kia là 36 năm, bà này còn ngon hơn 40 năm. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Cũng nhờ ơn 500 bài giảng của cha, con được thấm nhuần. Rồi là từ đó rồi con cũng mỗi lần con đi lễ ở lòng thương xót thì con viết lời khấn và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để xin Chúa cứu rỗi linh hồn chị con. Vậy rồi là một tháng sau rồi con điện về, con nói với chị con là chị phải ăn năn trở lại với Chúa đi, mà cứu rỗi lấy linh hồn của mình. Chứ chị nói là đến lúc chị chết thì phải cho chị và cho xác chị vào nhà thờ. Bây giờ đến lúc chị còn sống, chị không xưng tội, không ăn năn hối. Đến cuối cùng thì chị con là được rước lễ xưng tội một tháng nay rồi, con tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai của con thì thưa cha và cộng đoàn, con cũng lấy chồng ngoại đạo, con bỏ Chúa 6 năm. Con cũng đâu có kém gì. Vậy mà con nói chị chồng, nói với chị con hay lắm. Chị mà không có theo Chúa là chị chết, là chị mất linh hồn đấy, cho vậy là con cũng bỏ Chúa 6 năm. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Thế rồi là một hôm là con sang bố con chơi thì con gặp được hai chị họ con, bảo là đi vào miền Nam làm kinh tế. Thì con về con nói với nhà con đồng ý đi luôn. Từ khi con đi vào miền Nam từ năm 1999 đến nay là con mới được quay trở lại với Chúa từ năm 1999, là các bác con, chị con, các cháu con mới rủ con đi lễ, thì từ đấy trở đi con mới được trở lại với Chúa. Và các con là một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi, lúc đấy mới được rửa tội và mới bắt đầu được đi học giáo lý xưng tội và lần đầu. Và bây giờ các con trưởng thành cũng lấy vợ, lấy chồng, lấy vợ bên giáo hết, và các con của con, các cháu của con được sống với Chúa, là con của Chúa, con tạ ơn Chúa. Tôi tặng cho chị cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Tình Trời Tình Đất nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và tặng cho cái người chị em mà 40 năm bỏ Chúa đó nha, một tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót Ngoại Đạo. Và con muốn làm nhân chứng cho Chúa. Một người thanh niên 32 tuổi, người ngoại đạo, không có vợ, không có gia đình, đến chỗ khu nhà con đấy để làm kinh tế. Thì không may ra anh đấy đi làm công ty thì bị tự nhiên ngất xỉu. Thế công ty họ cho vào bệnh viện để chụp CT, thì bệnh viện Di Linh người ta nói là bị u phổi. Thì họ cho về để đi mổ. Đến khi về Đắk Nông thì anh ấy sợ quá, anh ấy về, anh ấy vào bệnh viện Đắk Nông để chụp CT lại, thì bệnh viện Đắk Nông cũng nói là bị u phổi. Vậy anh ấy sợ quá, anh ấy bắt bác sĩ là phải chụp lại lần thứ 3 để lấy kết quả cho chính xác. Thì bác sĩ họ cũng chụp cho anh đấy lần thứ 3 thì cũng nói là u phổi. Vậy là anh ấy về đi xuống Chợ Giấy để mổ. Thì trước khi anh ấy đi, anh ấy nói là bà ơi, bà với chị ở nhà cầu nguyện cho con với. Thì con dâu con nói là bà với chị chỉ cầu nguyện cho mày chỉ là một phần, còn cái lòng tin của em có. Vậy thôi là thằng cháu đó đi xuống Sài Gòn thì xin Chúa là có thành không ạ, không bị u phổi nữa, mà chỉ bị là giạt dịch tràn màng phổi. Thì họ cho cái ống vào hút, là ngày hôm sau là cháu về không có một cái gì hết. Là cháu nói là nhờ ơn Chúa là có thành không có bệnh. Vậy là con tạ ơn Chúa. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, người kế tiếp. Rồi, mời chị.
Xin chào cha, kính chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Lựu, biệt danh là kêu là Ngân ạ. Lựu gì? Dạ, Nguyễn Thị Lựu ạ. Biệt danh là gì? Biệt danh kêu là Ngân ạ. Sorry, biệt danh Ngân là cái gì? Tên là Ngân, cứ họ cứ kêu ngoài là Ngân không cha. À, thưa cha, con á thì con ở giáo xứ Bùi Môn, nhưng mà con đã rời gót giáo xứ Bùi Môn Ngân đi. Được ơn gì? Thì bây giờ con á, à, con của con á, con làm chứng cho con của con được ơn chữa lành. Thì con của con á, nó bị như vậy là khoảng chừng 7 năm về bệnh bao tử. Nhưng mà khi 7 năm đó thì nó cứ cấp cứu á, thì nó cũng về nó hết. Nhưng mà khoảng 4 tháng nay á, thì nó không biết tại sao mà nó cứ ói mà coi như là không có ăn gì được hết. Nó toàn là cứ nhiễu tí nước là nó ói ra. Thì con ở bên đó thì chị ở đâu bên đó? Con ở bên Mỹ à cha. Thì khi đó thì chồng con ở bên đó thì cũng chuẩn bị được Chúa gọi về, cho nên con không có về được. Con cũng dâng lời cầu nguyện, nhưng mà con cũng không có biết về lòng thương xót Chúa đâu cha. Thì có cái chị đó ở Việt Nam, chị đi qua bên Mỹ, chị cho con một cái máy mà nhỏ nhỏ vuông vuông như vậy. Thì con đưa cho chồng con nghe. Thì trong hai nghe được thì con lại điện về cho đứa con dâu con là thôi con tín thác vào Chúa đi. Mà nó, con cưới nó được 19 năm cha, nhưng mà nó vấn đề đạo nó không có tin cha. Mỗi lần mà con đọc kinh nó đều là nó không có đọc. Mà tự nhiên bây giờ con nói nó thôi bây giờ bác sĩ nhiều quá rồi, thôi bây giờ mẹ xin được cái số của cha Long, mẹ nghe nói. Thì con thử là nhắn tin cho cha coi sao. Thì lúc mới nhắn tin là 2:30 cha. Thì nhắn tin cho cha xong chỉ khoảng 5 phút sau thì cha có nhắn lại. Thì tự nhiên con nó nói, cha mẹ ơi, sao con thấy cha nhắn lại mà giống như máy. Mà cha bảo là phải hợp ý cầu nguyện 3:00 thì được cộng đoàn với cha cầu nguyện cho. Thì không hiểu tại sao mà 5:00 thì nó đi bác sĩ tư. Thì sao tự nhiên mà bác sĩ lại giơ tay như vậy mà con dẫn đi cha. Thì con thuê taxi đưa đi thì bác sĩ lại giơ tay như vậy bảo là cái hồ sơ đó thì là ở nhà thương đại học y dược kết luận là bị ung thư giai đoạn 1 về phế quản với bao tử, cho nên là cũng nguy hiểm lắm. Nói vậy thì tự nhiên bác sĩ lại phán câu là bây giờ tôi á, lần sau đi á, bác đừng có mang cái hồ sơ này đến, tôi không có chữa gì về bao tử hết. Bác đi về đi, bác cho uống 10 ngày. Thì tự nhiên sao nó về nó uống có một liều buổi tối cha. Sao tự nhiên sáng nó lại bảo con này, mẹ ơi, sao tự nhiên con ngủ được mà con lại chẳng có sao. Nhưng mà mọi khi là nó ngồi không cha, là coi như con đã vô tình cha sức giàu đó cha. Thì tự nhiên sao nó tỉnh dậy là nó đi làm luôn từ hôm đó tới nay cha. Mà sao không hiểu sao bây giờ đi khám, tái khám thì ông bác sĩ ông lại tuyên bố câu mới chiều hôm qua đi về đi, cái tiền khám uống thuốc thì để chuẩn bị mà nghỉ ngơi chứ đừng đến nữa. Thì con cũng xin cảm ơn lời cầu nguyện của cha với cộng đoàn, là con rất vui sướng là tự nhiên nó cảm thấy nó tin, mà bây giờ con thấy tự nhiên nó bấm cái phone lên, nó cứ học về cái bài hát của Chúa, rồi nó lại nghe bài giảng của cha. Thì con cảm thấy con mừng lắm cha. Thì con thật cảm ơn Chúa, rồi cảm ơn cha, rồi cảm ơn tất cả cộng đoàn. Con rất vui mừng vì 19 năm nó đều không có đức tin. Nó thì con cưới chúng nó đi làm việc đảng nhà nước, cho nên nó không có tin đạo đâu cha. Hallelujah. Hallelujah. Như cao ta lên, như cao lên. Triều đại Thiên Chúa đang. Chào anh chị em, sao mà cứ không nói cãi nhau thì to, mà cứ loan báo quyền năng lòng Chúa Chúa thì cứ lý nhà lý nhí. Triều đại Thiên Chúa đang loan báo mà phải lên dưới nóc nhà mà loan báo mà chốc cãi nhau thì to như cái gì. Đây tôi gửi tặng cho chị đem về Mỹ nha. Đây là cuốn Tình Trời Tình Đất, đây là tập Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, đây là cây quạt móc khóa chằng chuỗi, xin gửi tặng cho chị để đem về bên nước Mỹ cho cháu, cho gia đình. Và đây là bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Máy 370 dạng chị có chưa? À, cha con có rồi, nhưng mà nếu mà cha có cho con thì con đem về Mỹ cho mấy người già ở gần. Tôi chịu thua rồi mà tôi không có.
Nay hôm nay nghèo. Hôm nay nghèo quá chị ơi. Cảm ơn cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị đi về Mỹ. Cho tôi gửi lời thăm ông Tổng thống Trump. Rồi con được ơn gì của Chúa? Thưa con được ơn. To lên. Thưa cha con được ơn chữa lành ạ. Rồi nói. Thưa cha con là Maria Huê ở giáo xứ Duyên Láng, giáo phận Thái Bình. Con được ơn Chúa chữa lành cho con. Con bị bệnh ung thư. Con bị ung thư âm hộ nhưng đã thuốc men nhiều nơi vẫn không chữa, vẫn không khỏi. Vậy con cậy trông vào lòng Chúa thương xót qua một bà chị của con ở giáo xứ. Vậy là chị đã dẫn con đi vào đây để xin cha đặt tay và cầu nguyện cho con. Đến nay bệnh của con đã gần hồi phục. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp thông mà cầu nguyện cho con để cho con bớt bệnh, bớt cơn đau. Thưa cha, con bị ung thư âm hộ ạ. Đây tôi gửi tặng cho chị đem về Bắc nha, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng nhiệt hậu của cha. Rồi xin mời người kế tiếp. Hallelujah. Nước Thiên Chúa đang. Nước Thiên Chúa đang. Làm sao biết Đức Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta? Đó là quyền năng của Chúa đang thể hiện. Ở đâu mà có tranh cãi, ở đâu mà có giận hờn ghen ghét thì là nước gì đang ở giữa họ? Nước Satan. Ở đâu mà có tranh cãi, ở đâu mà có giận hờn, ở đâu mà có ghen ghét thì ở đó có nước của Satan. Satan mà vẫy vẫy cái gì? Đập nát cái đầu Satan ra. Ở đó là nước của, ở đâu mà tranh cãi Yêu bà vẫn cứ dơ lên và chào Satan à? Ở đâu mà có tranh cãi, giận hờn, ghen ghét thì đó là triều đại của. Ở đâu mà có yêu thương, có vui vẻ, có hân hoan thì đó là triều đại của. Bà lại đập Chúa là thế nào các bà? Satan thì bà vẫy đuôi vào chào nó, còn Chúa thì bà đập đầu Chúa là thế nào? Cho nên đó, nhiều khi chính cuộc sống của chúng ta là như vậy. Chúng ta đón chào nước của Satan, vì Satan nó làm cho mình vui lắm. Satan nó cho mình tiền sướng không? Satan nó cho mình quyền sướng không? Satan nó cho mình gái sướng không? Vì ông sướng mà không dám nói. Satan nó cho mình nhà cao cửa rộng sướng không? Satan nó cho mình quyền uy thế lực sướng không? Nhưng mà Satan nó bảo mày phải thuộc về tao, vì nước của tao là nước của. Chúa bà lại vẫy chào Satan. Đấy, thế chưa, cứ như vậy mà sao mà Satan nó không khoái được. Vẫy đấy là nước của Satan. Nước của Satan. Vẫy nó mà nó không sướng cho được. Còn nước của Thiên Chúa đến thì đập. Đó, cho nên là chị em thấy là triều đại của Thiên Chúa là hơn 2000 năm rồi mà vẫn chưa có nước Chúa hiển trị, vì người ta vẫn vẫy đuôi chào. Vẫn vẫy đuôi chào mà không chịu mở lòng ra để mà đón mà cứ vẫy đuôi chào. Còn ai vẫy không? Cái số bà giơ cả hai tay lên rồi đấy. Chúa tôi giờ hai tay lên mà đón Satan đấy. Đó, con được ơn gì của Chúa? Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Nhân ở giáo xứ Hồng Ân, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con được ơn chữa lành và ơn hoán cải của Chúa. Rồi. Dạ, tại cha ơn chữa lành của con là con bị nhiều chứng bệnh, 11 chứng bệnh trong người con. Là ví dụ như là tiểu đường là ở tim bà gần chết rồi. Con lúc bây giờ là người con nó chỉ còn có là cái khung xương thôi. Thế mà rồi con bị huyết áp cao, tim mạch, rồi con bị thoái hóa đốt sống cổ,
biếu cổ, rồi bị dạ dày, rồi nói chung là tim gan phèo phổi. Rồi nói chung là 11 thứ bệnh, và con được Chúa chữa lành như thế nào? Lạy cha, con đến với lòng thương xót Chúa. Con nhờ một người chị đi đến đây trước con, chị mua cho con cái máy về con nghe. Xong rồi như vậy là con đến giáo điểm Tiên Mừng, cha đặt tay cho con và Chúa chữa lành cho con. Lần này là lần thứ 5 con đến đây, là bệnh của con hầu như là 100% Chúa đã chữa cho con. Rồi ơn thứ hai là ơn hoán cải là như thế nào? Lạy cha, thằng cháu nội con năm nay nó 15 tuổi, nó học lớp 9. Bắt đầu vào năm học nó quậy vô cùng, thầy cô lúc nào cũng điện thoại nói về cháu. Nhưng mà con cậy tin lòng thương xót của Chúa, xin Chúa hán quả cải nó. Một tháng nay thì nó đã học giỏi, thầy cô bạn bè ai cũng khen ạ. Rồi ai giới thiệu chị đến với giáo điểm Tin Mừng như thế nào? Lạy cha, ở xứ con là cứ hàng tháng 2 tuần đi một lần, cho nên là con đăng ký đi cùng ở giáo họ. Vâng, tôi gửi tặng cho cái thằng con trai hay là cháu? Dạ, cháu nội con. Vâng, cháu 15 tuổi đó, cái thằng mà trời đánh thánh vật đó, mà bây giờ nó được ơn quay trở về với Chúa, nhà cuốn tâm thư để nó đọc. Và để gửi tặng chị cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tập san, nhờ tình trời tình đất Chúa chú lành cho chị. Rồi mời chị lên đây mậu. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Vũ Thị Đào, năm nay con 65 tuổi. Con được hai ơn, một ơn như vậy là được chữa lành bệnh gì? Bệnh tiểu đường, rồi bệnh bao tử trào ngược đó, cứ chết nghẹn cái cổ không cho con ăn. Đến nay con đã hết rồi. Rồi con bệnh sỏi thận cũng hết rồi. Còn con bệnh men gan, rồi con rối loạn tiền đình, rồi là viêm xoang. Con đủ mọi thứ bệnh trà, mà tới nay thì con thấy như muốn hồi phục hơn hết rồi. Thì con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn. Và ơn thứ hai. Hallelujah. Ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì Chúa ban cho con khỏe. Thì con cầu xin là thì chồng con chết bệnh 6 năm, mà bệnh thì tốn nhiều tiền, nợ nhiều lắm, con không biết làm sao được. Thì con chỉ biết ngửa mặt nên kêu xin Chúa, đã ban cho con khỏe rồi thì con đi làm tạp vụ công ty, Chúa sẽ đặt cho con vào công việc rất phù hợp. Con trả hết nợ mà con về con làm được ngôi nhà khang trang nữa, con mừng rỡ lắm. Con cảm tạ Chúa và cảm ơn ta và cộng đoàn đã ban cho con được những ơn rất là nhiều. May quá chồng con chết thì con làm được nhà. Vâng ạ, trước khi họ có bảo con cha, họ bảo là ông anh họ con ấy, ông bảo là chồng mày còn sống mày ở cái nhà đá cột chơi cốc vẹo, mấy giờ chồng mày chết sao mày có cái nhà ngon vậy. Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài khôn ngoan vô cùng, Ngài biết cho lúc nào và biết cho như thế nào. Vì thế mà triều đại thiên chúa đang vì ta thấy rằng là tưởng rằng chồng mất, bà quá, mẹ quá, con côi thì làm sao mà ăn nên làm ra được. Nhưng mà Chúa bù đắp lại cho người vợ lúc mà người chồng bệnh nặng như vậy, đã phải tán gia bại sản để mà lo cho chồng. Vì lý do đó mà nghèo là như thế. Chúa cất chồng chị ấy đi và lại ban cho chị có sức khỏe để đi làm và công việc phù hợp. Và bây giờ có được tấm nhà cao cửa rộng, có tính đi bước nữa không? Thế ra không ạ. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Con xin kính chào cha, con xin chào cộng đoàn ạ.
Thưa cha là con được ơn chữa lành ạ. Con tên là Anna Đỗ Thị Điều, con ở họ giáo Ninh Nội, giáo xứ Động Linh và giáo phận Hà Nội ạ. Thưa cha là năm 2017 là con mắc phải căn bệnh ung thư. Dạ con bị ung thư vú. Ung thư vú ạ. Rồi thế lúc đó là con phát hiện ra bệnh là con hoang mang mà con sợ lắm, con cứ khóc. Thế rồi là Chúa soi sáng cho con nhận ra là khóc cũng không khỏi được bệnh. Thế rồi con dâng cầu nguyện, con dâng hết cho Chúa và con đã gửi tin nhắn vào cho cha. Và Chúa đã thương nhận lời cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và đã chữa lành cho con. Nay con đã khỏi được bệnh rồi, con đến con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Triều đại Thiên Chúa đang... Vì khi Chúa Giêsu đến thì Ngài cho chúng ta thấy triều đại Thiên Chúa đang ở giữa, khi mà Ngài làm cho người điếc được, người câm được, người què được và kẻ chết, người nghèo thì giàu. Giàu nhưng mà không phải là giàu vật chất mà giàu tinh thần. Đúng là vì họ được nghe loan báo tin mừng. Tin mừng ấy là có một Thiên Chúa yêu thương con người và cứu chữa cho người phụ nữ này bị bệnh ung thư ngực, mà chỉ bảo là chỉ có khóc thôi, mà cuối cùng chỉ bảo khóc cũng không chữa được bệnh, chỉ có chạy đến với lòng thương xót Chúa thôi. Có nhiều người lên đây lúc đặt tay cầu nguyện cứ khóc, tôi bảo khóc thì giải quyết được cái gì? Trời, con của con nó bị ung thư ngực. Khóc nó có hết bệnh đâu, mà mình càng khóc thì bệnh nó càng nặng hơn. Tại vì cái tư tưởng của mình nó ảnh hưởng trên cái thể lý của mình, cái tâm lý nó ảnh hưởng trên thể lý, và tinh thần nó ảnh hưởng trên con người của mình. Mình càng lạc quan, càng tin tưởng bao nhiêu thì căn bệnh và sức khỏe nó càng mau hồi phục bấy nhiêu, và căn bệnh nó tan biến đi bấy nhiêu. Mà cứ như trời, con của con nó bị đau rồi, con của con nó bị vỡ cái rồi, con của con. Thì người mẹ mà như vậy thì đứa con nó không đau nó cũng đau, nó không bệnh nó cũng bệnh, nó không ốm nó cũng ốm. Cho nên bảo không, tin vào Chúa hay là tin vào thế gian, nếu mà tin vào Chúa thì cứ tạ ơn Chúa và tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và chữa lành, vì nước Thiên Chúa đang... Đấy là cái dấu chỉ, nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, là những điềm thiêng dấu lạ xảy ra. Cho nên tôi nói với anh chị em là nước Thiên Chúa đang ở đây, ở giữa chúng ta đây này, ở tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè đây này, là vì Chúa đang làm bao nhiêu là điềm thiêng dấu lạ cho con người để nhận ra Chúa. Tôi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để chị vững tin vào Chúa nha. Rồi cầm đi, rồi xin mời người khác, mau. Rồi mời anh. Dạ con là Phêrô Nguyễn Tấn Phát, con ở Vũng Tàu cha. Dạ, dạ năm nay con được 39 tuổi. Con được ba ơn chữa lành của Chúa. Ơn thứ nhất là con vô tình con lên Sài Gòn con khám tổng quát thì con phát ra phát hiện một chứng bệnh gọi là u nang thận phải ác tính. Thì lúc đó thì con người con bình tĩnh lắm, con không gì á. Thì con về con nói cho mẹ nghe, thì mẹ hỏi giờ con sao, mẹ con rầu lắm. Thì con có nói tỉnh queo, có người lo cho con. Mẹ hỏi ai? Chúa. Chúa lo. Thì con cũng vẫn bình tĩnh. Cha biết con cầm cái giấy nhập viện mà con bình tĩnh lắm kìa, đưa con lên nhập viện làm hồ sơ xong. Tiện trong lòng con hối thúc con á, con đã hết bệnh rồi, con về đi. Nói trong lương tâm con á, thì con cứ bán tính bán nghi. Thế đời nào con chưa mổ mà nó đưa con vô cái phòng chờ mổ. Đưa phòng vô phòng chờ mổ mà cứ nói là con hết bệnh rồi, con về đi. Tự nhiên con nói rồi, con nghĩ rồi, bắt đầu con già nó mới kêu con viết cái giấy cho con á, để là hẹn con thứ ba đi. Đi lên nhập viện mổ, cái người nhà con khuyên á, đi khám lại đi, coi có phải bệnh viện nó có chẩn đoán đúng hay là sai. Nhưng mà con nói có gì để Chúa lo, con không ngại gì hết. Tự nhiên hối thúc con á, đi khám lại đi con, trong lương tâm con đi khám lại đi con. Con đi khám hai cái bệnh viện ở thành phố là hầu như cái khối u thận ác tính của con nó không còn nữa. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai. Dạ cái ơn thứ hai á là con gái của con buổi tối nó ngủ, nó mới học ở lớp 2 à, tự nhiên nó nhức cái chân của nó mà nó khóc. Nó đau đớn, nó quằn quại dữ lắm cha. Thì con cũng không biết làm cách nào. Con niệm cho
trong lòng con á, con giơ hai bàn tay ra xin Chúa ban phép lành cho đôi bàn tay của con, cho con vuốt chân của con nó hết. Con vừa vuốt xong chừng 3 phút buông ra nó cười. Con hỏi con mày bệnh giả bộ hay gì vậy? Nó không, con nhức dữ lắm cha, sao tự nhiên nó hết. Rồi xong mấy ngày sau nó kêu cha ơi, cha vuốt đầu con lên con nữa đi, hỏi gì? Cha vuốt con hết bệnh và cha vuốt nữa đi. Con mới nói tao là phải là Chúa nó vuốt mày hoài vậy. Rồi ơn thứ ba. Dạ ơn thứ ba thì con nghĩ con được ơn, thì thằng cháu con sáng dịp nó cũng được ơn. Nó bị cái máu loãng hay là ung thư máu gì con cũng không biết rõ nữa. Mà bà chị con bà nói chết rồi, bị cái này là bà chị con cũng không có tiền. Thì con vô tình con biết á, thì con mới nói tôi đang được ơn để tôi cầu xin cho. Tôi được hai ơn rồi, không lẽ Chúa không nhận ơn thứ ba. Để tôi cầu cho, đúng con cầu được thật hai lần. Con điện thoại cho bà. Thì bà mới hỏi, con mới hỏi thằng Bin sao rồi chị, nó hết rồi. Tạ ơn Chúa đi, tôi cầu nguyện cho đó. Nói câu trước thì được, yeah. Câu sau không nên nói, yeah. Nói chỉ hallelujah, dừng lại đó thôi. Đừng có nói là tôi cầu nguyện cho đó thì mình lại quy về vinh quang của mình mất rồi, yeah. Nha, yeah. Nha, đó. Tại này anh rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên. Đúng là nhờ lời cầu nguyện của anh cũng như là lời cầu nguyện của cộng đoàn, vì anh chị em đến đây mà tôi đặt tay và anh chị em được ơn chữa lành, không phải là do tôi mà là do Chúa, mà Chúa ban là do lời cầu nguyện của anh và của nhiều người, rất nhiều người, những người hiện diện ở đây cũng như là những người ở nhà, họ hiệp thông với chúng ta trong cái giây phút đó. Giống như lúc nãy có một em nói là thưa cha, con vô con phỏng vấn và con được ơn đúng vào lúc 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, và con đã được đoàn tụ với gia đình. Thì cái việc mà làm đằng đông mà được ở đằng tây là đó là cái tính hiệp thông. Vì một người đang chiến đấu ở ngoài biên thùy là ông Jose, còn Moshen giang tay cầu nguyện. Khi nào Moshen hạ tay xuống mỏi thì Jose thua, phải kê hai hòn đá lên và Jose chiến thắng được quân thù. Anh là một trong những người cùng hiệp ý cầu nguyện, và nhờ những cái hy sinh của anh chị em, lời cầu nguyện không có giá trị nếu chỉ là đầu môi chót lưỡi. Lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim, trái tim ấy với lòng tín thác, và lời cầu nguyện ấy phải đi kèm với lòng bác ái. Bác ái là sự hy sinh, là những giọt mồ hôi của anh chị em, là những nắng nôi, là những vất vả của anh chị em chịu đựng khi mà đến đây. Đó là những lời cầu nguyện trên cây thập giá, và những lời cầu nguyện đấy có giá trị vô cùng thưa anh chị em. Nhờ vậy mà người ta mới đến đây là như thế. Người ta đến đây để cùng hiệp thông, để cùng cầu nguyện, và Chúa ban cho người nào ơn nào, người này ơn kia, đó là do lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa mà thôi. Cảm ơn anh rất nhiều đã có lòng sắc tín như vậy để Chúa lo. Có những người mình không để cho Chúa lo mà mình cứ lo, Chúa bảo mày lo thì tao khỏi lo, tặng cho anh cuốn Tình Trời Tình Đất, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là tràng chuỗi để anh đây tràng chuỗi này nên như vậy. Có bà xã không? Dạ có. Rồi gửi tặng cho bà xã anh một cái dòng chuỗi nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con. Con chào cha, chào công đoàn. Con được ơn Chúa rất nhiều. Con ơn là con bị ung thư đầu, ở đầu tụy thì có hạch, ở dưới tá tràng nhà ung thư, mà con cả men gan cao. Con cả tắc mật và vùn mật, rất là hôm bác sĩ biểu con thì nếu mà con mà không mổ thì có 6 tháng nhà con bị di căn, nhưng con được 4 tháng rồi. Đó, con chỉ có mổ mật thôi, con không mổ ung thư. Bố mẹ con chứ khuyên biểu con nghe con, nghe mẹ bây giờ con vào Cha Long. Con xin khấn xong con được 2 tuần thì lúc con đang nằm thì con gái con nhắn tin vào cho cha. Đã cha nhận lời, Chúa nhận lời con.
sau đến khi con bị nặng thì cha sức dầu cho con, cha ở ngoài Nam Định, ngoài Hà Nội ạ, thấy hả, cha sức dầu cho con. Xong rồi con về được 2 tuần thì nhà con, chồng con mang con vào đây đi khấn, giờ con đi khám nhà tụy, con sạch chuỗi không còn gì cả. Con sạch sụi không còn gì cả. Rồi sao nữa? Hallelujah. Lúc mà chồng con đưa con vào đây thì tình trạng của con như thế nào? Chồng con đưa con vào đây thì chồng con đưa cái hồi tháng 8 đây thôi, đi phải đi theo con. Xong con về đến nhà, nhà giờ con sức khỏe dần, con ăn mạnh và con khỏe, con ngủ ngon, con không việc gì cả. Con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây, chưa gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Chồng con làm sao? Bố chồng con thì 82 tuổi, bố con đã nú, bố con bị nghẹt cổ là bố con mãn tính rồi, bố con là phải đi cũng đi bạch mai, đi bạch mai nằm 11 ngày, nhớ là về nhà chuẩn bị để hộ khẩu rồi để chơi với ông. Chuẩn bị hộ khẩu là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị họ bảo chết đó là xong. Bố con chuẩn bị chết mà bảo chuẩn bị hộ khẩu cái bà này. Xong bố con với chụp ảnh nhờ anh nhà bác mang vào đây xin khấn cho bây giờ bố con khỏe mạnh không việc gì cả đâu ạ. Còn hộ khẩu làm sao? Anh cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bố chị một cái tràng chuỗi nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị, một người đã bị ung thư, và bố chị một người đã được Chúa chữa lành. Còn con được ơn gì của Chúa? Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con xin làm chứng cho Chúa là hai đứa em của con hiếm muộn, và bản thân con là Chúa chữa lành bệnh cho con. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, nói to lên. Con tên là Maria Trần Thị Tuyết, con ở giáo xứ Xuân Tôn thuộc giáo phận Xuân Lộc. Em con làm chứng, xin làm chứng cho em con tên là Du Xe Nguyễn Văn Cường, ở xã Hải Xuân Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Em con bị hiếm muộn 7 năm và em con Chúa lại ban cho em con lại không được như anh em chúng con. Thế thì con cái ngày 2019 con đưa em con vào Chí Hòa. Thế con cũng không tham dự, không tìm hiểu là thánh lễ lúc mấy giờ. Thế con chỉ đưa em con đến quỳ trước lòng thương xót Chúa và thánh Fortuna. Thế là mấy tháng sau này em con có tin vui này, em con năm 2011 em con sinh được một đứa con trai, và 2013 em con sinh được một đứa cháu gái. Dạ, sau em con sau 8 năm ạ. Hallelujah. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Và con xin làm chứng cho em. Rồi. Em gái con có một đứa con 18 tuổi rồi. Thế em con bị hiếm muộn. Thế cách đây 2 năm em con cũng rất là, từ lâu em con rất là ao ước. Thế là 2 năm khi cha về nhà giáo điểm tin mừng, thế con mua được mấy cái máy của cha, con gửi về cho em con, rồi em con nghe, rồi em con tín thác với Chúa là em con sau mấy tháng sau cũng có sự hỗ trợ của bác sĩ. Thế là 18 năm sau em con lại có thêm được một đứa con trai. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cộng đoàn. Đây là hiếm muộn sau 18 năm, cái đây gần 2 năm thì cô ấy đã mua cái máy về gửi cho em cô ấy ngoài Bắc, em cô ấy nghe rồi xin khấn cầu nguyện, và cộng đoàn chúng ta đã cầu nguyện để cho 18 năm thì đứa em gái của cô ấy đã có được một đứa con. Rồi, ơn thứ ba. Dạ, ơn thứ ba là ơn của con. Thế thì cách đây 5 tháng con đứa con dâu của con có được một đứa cháu nội 7 tuổi. Thế con thấy con của con đâu có em bé nữa, con mới đưa em con dâu của con đi đến từ dũ và khám bệnh. Trong khi đó con cũng làm các xét nghiệm, thế thì người ta nói con 2 tuần có kết quả. Thế con về có 3 ngày người ta nhắn tin cho con là chị Trần Thị Tuyết lên ngay. Thế con cũng rất là bối rối. Thế con Tuyết là ai? Dạ là con à.
Thế con mới đăng ký với chị ở giáo xứ con là có chị Non, chị làm trưởng đoàn. Chị cứ mỗi tuần chị đi tổ chức đi cho chúng con đi một lần. Thế con đến với lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện. Con cầu nguyện xong rồi về chồng con cứ nói con rằng đi lên xem sao. Thế thì người ta cũng làm xét nghiệm cho con và người ta cũng làm sinh thiết rồi làm mấy thứ nữa. Thì con về thì con, người ta cũng hẹn con một tuần có kết quả. Thế con về mới có 3 ngày người ta lại gọi điện cho con. Thì con cũng nghe điện thoại xong rồi con chùi buồng con khóc. Con khóc xong rồi một hồi con ra thì từ lúc mà người bác sĩ nói con bị bệnh thì trong dạ con bị người ta nói con là con có tế bào ung thư tử cung ạ. Thế con rất buồn con khóc một mình con, nhưng mà trong lòng con á con thì cứ nói rằng lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Tại sao lúc nào con cũng nghĩ vậy, con đi lễ xong ra khỏi hết thờ nữa con lại cứ ngao su con hát như vậy. Ai chẳng muốn vậy. Ôi, cái đó thì quá ngon rồi, lạy cha xin cất con khỏi chết này, muốn không? Nhưng mà đừng mạnh lên, nhưng mà đừng theo ý con, một theo ý cha. Chứ còn không biết con biết sao lúc nào con lạy cha xin cất con khỏi chiến đắng này, lại cứ cái con chiến đắng là ai mà cha nói được như vậy lúc mà gặp khó khăn. Nhưng mà cái khó nhất là muốn cất khỏi chiến nhưng mà lại đừng theo ý con. Nhưng mà rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dạ đầu tháng vừa rồi con đi, con lên cha đặt tay cho con, xong con xuống dưới một góc kia con ngồi con khóc hoài, trong về chồng con một sau cha làm thái dương thanh lễ con mới bình tĩnh, con mới dương thanh lễ được. Thế thì con về khoảng 3-4 ngày sau chồng con lại giục con đi lên xem bác sĩ nói sao. Thế người ta làm xét nghiệm cho con, người ta cho con 5 cái nọ để con đi xét nghiệm máu. Thì người ta nói con là con không có tế bào ung thư. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cộng đoàn. Hallelujah. Vừa nãy con lại có một tin này nữa trong gia đình con. Con có thằng con trai, con đã đi làm lâu rồi nhưng mà con ít về nhà lắm. Mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10 con và 30 tháng 4 con vẫn muốn con về. Con bảo là con bận lắm con không về. 20 tháng 10 nhắn tin chúc mừng mẹ, con giận con không trả lời tin nhắn. Vừa nãy cách đây 3 ngày con của con nói rằng con muốn gặp mẹ ở giáo điểm tin mừng. Con mừng quá con đi luôn. Còn thường thường của con chỉ đi được thứ năm đầu tháng, còn hôm nay con hẹn con đi luôn. Thế con đi đặt tay trước con thấy có một bạn gái của con là người Phật giáo. Con thấy không biết làm sao mà Chúa soi sáng cho cha cho ông một cháu gái đấy lâu hơn. Thì con biết rằng đó là người Phật giáo được cha ôm lâu hơn. Con mạnh dạn con nên làm chứng cho Chúa. Con tạ ơn Chúa là con của con đã hẹn con ngày hôm nay ở đây, nên con mạnh dạn con nên con làm chứng cho Chúa. Con làm chứng cho Chúa, con tạ ơn Chúa. Hallelujah.